Hello tất cả mọi người nha, mình là Toàn Yolo đây. Thì hôm qua nay thì các bạn bắt cánh hoa anh đào tới đâu rồi ta? Không biết là các bạn bắt có nhiều chưa ta? Thì sau mà các bạn cập nhật mà hôm qua mình cập nhật mọi người thì sau cái độ hot của cái máy bay phản lực á, thì là tiếp theo là cái chiếc xe này rồi mọi người. Chiếc xe này là cũng hot không kém nha. Thì sau đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để bạn bắt cánh hoa anh đào mà nhiều nhất, nhanh nhất nha mọi người. Thì mình bắt đâu đó khoảng 100 lá hoa anh đào là hơn nửa tiếng hồ, hơn nửa tiếng là mình bắt được 100 cánh đó không mọi người. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nha. Mà ở đây mình có hai la hai cái cánh hoa đầu rồi để mình bắt luôn. Cái xe đó nó cực kỳ hot luôn mọi người. Nó hot từ hôm qua nay chưa hết luôn á. Thì cái nguyên liệu để đổi xe đó thì gồm như thế này, để mình cho các bạn xem nha. Thì đây là cái nguyên liệu để đổi xe hoa anh đào nha mọi người. Xe này nè mọi người. Xe này thì nó là tốc độ là 6. Mình tăng tốc lên là 8 nha mọi người ơi. Thì nó chở được 2 người nha. Thì nguyên liệu gồm có là 20 quặng bạc, 3 quặng vàng, 1 hồng ngọc và 5 cái khối đá hoa anh đào mọi người. Khối đá hoa anh đào thì mình cũng đổi bằng cánh hoa luôn nha. Và với lại cái cuối cùng là nguyên liệu chính là 100 cánh hoa anh đào cho mọi người. Cái đá hoa anh đào này á thì mình đổi trong đây luôn mọi người, trong sự kiện luôn nha. Cái này mình không thể nào mua được, không thể mua được, mình chỉ đổi được thôi. Đây mình đổi nó bằng cách là một chế tạo nó bằng cách là 10 cái hoa, 15 cái hoa anh đào và cái 10 viên đá nha. Rồi sau đây mình sẽ bắt đầu vô mình chỉ các bạn cái cách mà bắt cánh hoa anh đào nhanh nhất có thể nha mọi người nha. Ok, trước khi vô cách hướng dẫn á, mình sẽ cho mọi người xem cái này cho mọi người. Mọi người thấy cái gì chưa? Mọi người thấy cái gì chưa? Trời ơi, sau một ngày mà tôi trầm cảm luôn mọi người. Sau một ngày mà tôi mở không ra tôi trầm cảm luôn. Tôi mở đâu đó 4.000 mấy kim cương tôi trầm cảm luôn mọi người ơi. Mọi người xem cái số kim cương của tôi này hiện tại là 4.500 đúng không? Mà hôm qua có tôi trước khi tôi quay clip á là nó 8.800 đâu mọi người. Nó gần 5.000 kim cương luôn. 4.000 mấy gần 5.000 nhá, đau đớn thiệt sự luôn mọi người ơi. Thì nhưng mà cuối cùng thì đêm ngày hôm đó tôi cũng mở ra được mọi người ơi. Thật là may mắn, khá là hên. Nếu mà không ra luôn tôi khá là trầm cảm luôn mọi người. Ok, sau đây mình chỉ các bạn hướng dẫn các bạn bắt cái cánh hoa anh đào mà đơn giản nhất mọi người. Thì cách nó này nó đơn giản thôi, là mình bắt đó ở giữa Plaza với lại Hometown thôi mọi người. Thì mình đi hai chỗ này á, mình đi đầu tiên mình qua Plaza nè, mình quan sát kỹ một phòng nhà mình. Ở đây có một con bọ đá quý Hàn Quốc nè. Xong rồi mình quan sát coi có một cánh hoa anh không nha mọi người. Đó, mình quan sát để có cánh hoa thì mình bắt cánh hoa trước nha. Tại vì mình bắt cánh hoa mà ưu tiên trước. Nhưng mà hiện tại là mình không thấy cánh hoa nào nè. Xong rồi mình bắt cái con đực bọ đá quý Hàn Quốc này cái mình nói tiếp nha mọi người nha. Ơ kìa, mình đi hơi nhanh nó bay rồi mọi người ơi. Thì nếu mà các bạn quan sát một vòng ở Plaza mà các bạn không thấy á thì các bạn về bên Hometown liền giùm mình nha mọi người. Đi qua liền luôn, đi qua liền Hometown luôn. Tại mình đứng ở đây nè. Đó, qua bên đây. Khi mà các bạn tới Hometown á thì các bạn liền cũng đi quan sát liền luôn đây một cái đúng không? Mình chạy gần bắt liền luôn nha mọi người. Để không mà lỡ mắt á. Rồi đó mình quan sát tầm xa giùm mình, quan sát ở cái tầm vị trí thật xa nha. Đó, hoặc thậm chí là tuốt vào chiếc xe này kia cũng thấy nữa. Một lần sát kỹ vào, mình sẽ kỹ vào không có đúng không? Không có mình sẽ qua đây mình kiếm bên này, bên này không có nữa thì mình lập tức mình trở về bên Plaza liền nha mọi người. Mình cứ di chuyển như vậy hoài luôn á, mình bắt vòng vòng thôi, mình quan sát từ xa thôi mấy bạn, đừng cứ di chuyển nhiều. Di chuyển nhiều nó mất thời gian mà nhiều khi không có nó mất thời gian nhiều lắm nha. Nó trở về Plaza thì mình lại quan sát tiếp, mình quan sát từ cái góc độ luôn nha mọi người, từ cái góc độ luôn nha. Tại vì có thể nó từ xa là mình không nhìn kỹ là mình không thấy đâu á. Thì cái hoa anh đào này thì nó cũng có hơi phát sáng thôi mọi người, nó có phát sáng xung quanh đó thì mình nhìn sơ qua chắc là có lẽ mình cũng thấy, nhưng mà sợ trời tối quá thì các bạn không thấy. Nếu mà bây giờ không nhìn không thấy nữa đúng không, bạn trở về thì trắng liền luôn. Mình cứ đảo tới lui như hoài luôn nha mọi người. Thì cái này thì nó cũng tùy nhân phẩm các bạn thôi, nhưng mà cái này nó sẽ nhanh hơn xíu là các bạn không cần phải di chuyển xa nè. Cái thường thường á, tại vì những cánh hoa nó xuất hiện gần gần đây không mọi người, không có đi xa, thành ra là mình đứng chỉ cần mình di chuyển qua lại thôi. Để cho mình qua đây là bắt được một cái nữa rồi nè. Đó, mọi người cứ làm như vậy nha. Nếu mà trường hợp như thế này nè, nếu mà trường hợp các bạn thấy một cái cánh hoa ở ở tít đằng kia đi, các bạn để mình coi có không nha.
Các bạn thấy một cánh hoa ở tiết tiền kia đi thì các bạn dùng cái phương tiện của mẹ, các bạn chạy lại. Bạn chạy lại thật nhanh lại gần cái đó nha mọi người. Ví dụ mấy cái cánh hoa nó ở đây đi, cái mình bắt nó. Mình bắt rồi đúng không? Mình bắt rồi đó mọi người. Mình bắt rồi xong cái mình không có chạy ra gì đắng nha. Chạy gì đắng thì nó mất thời gian lắm. Mấy bạn mở cái điện thoại lên, bấm về đi về Plaza liền. Cái đó là một cách nhanh để mình di chuyển về bên kia mọi người. Mấy bạn lặp đi lặp lại như nhiều lần như vậy á, mấy bạn sẽ bắt được rất là nhiều cánh hoa luôn. Nếu mà cái trường hợp mà như thế này, cái trường hợp mà bạn di chuyển qua di chuyển lại mà khoảng đâu đó khoảng 2 lần mà bạn không thấy cái gì á, không thấy một cánh hoa nào hết trơn á, thì các bạn làm một cách này nha mọi người. Nếu mà như thế này là di chuyển nhiều lần, một hai lần mà không thấy cánh hoa, các bạn làm cách này, các bạn mở điện thoại lên, bạn đổi cái thị trấn cho mình nha. Đổi thị trấn để các bạn cứ làm xuyên suốt vậy. Mình chỉ cần ở một chỗ thôi, mình chỉ cần đứng mình nhìn thôi, không cần mình chạy tới chạy lui nó xa xôi đâu mọi người. Đấy, mình lại quan sát tiếp nha. Đó, thấy không chưa mọi người, nói mình chẳng mình di chuyển gì thôi là nó xuất hiện rồi đó mọi người, chứ không cần mình phải đi xa đâu. Ok, thì đây là cánh hoa cuối cùng để mình đủ 100 cánh hoa mọi người. Đồ, được 3 cái luôn, đỉnh gì sao. Rồi, mình chạy riết lên mình đổi chiếc xe thôi mọi người ơi. Rồi, mình đổi chiếc xe rồi nha. Rồi, mình đã đủ nguyên liệu đổi chiếc xe rồi mọi người. Ôi, xe nhìn đẹp thiệt sự luôn á. Rồi, chế tạo nha. Tốc độ là 6, tăng tốc lên được 8 ha. Cũng được ấy. Rồi, bấm chế tạo luôn. Rồi, thời gian chế tạo là tới 17 giờ rồi các bạn. Tới 17 giờ luôn thì khá là lâu. Lâu thiệt sự luôn á, chiếc xe này chế tạo như lâu dữ người ta. Rồi, thì chiếc xe này á, thì để ở clip sau đi mọi người, clip sau đó thì mình sẽ lấy chạy ra thử cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ mua một hai trứng cho mọi người, hai trứng đi. Mình nắp cho mọi người xem nha. Con nó ra được cái con bét cáo hồng mọi người. Hôm qua thì mình nắp được hai con cáo, ba con cáo, một con cáo trắng với lại hai con cáo màu cát hay sao á. Bây giờ mình mua thêm một trứng nữa mọi người. Hiện tại trong túi mình có một trứng rồi. Mình nắp thêm một trứng nữa nha. Rồi về nhà ấp thôi. Thì mấy bạn nào mà xem clip này á, bạn nào mà bắt được nở được cáo hồng rồi mọi người hãy comment bên dưới cho mình xin vía nha mọi người ơi. Mình rất thích là con cáo màu hồng luôn á mà nó không có ra. Giờ để mình hai con này. Ok. Để mình lấy hai con này vô nha mọi người để cho nó đỡ nhầm. Rồi mình để hai cái trứng ra, một cái trứng, hai cái trứng. Ở đây mình có cái trứng gâu gâu nè mọi người, mình mở luôn trứng này nha. Biết đâu nó ra chó lai ca thì sao? Không biết luôn. Chó lai ca thì bây giờ không hot nữa nhưng mà mình vẫn muốn mở nha. Rồi mình mở cái này luôn cho mọi người xem cho nó nhanh nha. Con gì đây? Wow, lại là một con cá màu cát nữa mọi người. Bây giờ hiện tại là mình đang có 3 con cá màu cát rồi. Vậy thì mình nghĩ là con tiếp theo nên cho ra con cá màu cát luôn đi. Con cá màu cát để tôi còn ghép cho mọi người xem nữa. Cá màu cát luôn nha, đừng ra cá hồng hay là cá trắng nha, thiệt luôn á, xin luôn á. Ủa sao lại ra cá màu trắng vậy trời, vậy là mình phải tốn một cái trứng nữa mọi người. Trời ơi. Không phải để mình mở con chó này, con chó gì chứ mọi người. Nuôi một con mà nó lớn thì sẽ là tốn. Rồi cháu phóc sóc hả má. Cái gì vậy trời. Rồi mọi người đợi mình xíu nha, mình mua thêm một quả trứng nữa mọi người. Mua thêm một quả trứng nữa. Mình mở ra một con cáo màu cát luôn. Rồi ở clip sau á, mình sẽ nâng cấp cái con cáo màu cát lên cho mọi người xem nha. Xem có nó mặc đồ như thế nào mọi người, có nó đẹp không nha. Mọi người hãy để cho mình được like, một được subscribe nha mọi người nha. Mình sẽ cố gắng mở thêm một con cáo màu cát nữa. Nhưng mà clip này cũng hơi dài rồi mọi người. Chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc clip ở đây á. Thì bạn nào chưa ấn nút like á, thì để lại lên mình một lần lượt đăng ký kênh với nút like nha mọi người. Để mình có động lực để mình ra nhiều clip hơn nha mọi người nha. Hiện tại thì là mình full bạn bè rồi mọi người, nhưng mà mình sẽ lọc bớt bạn bè á. Thì mấy bạn nào mà muốn kết bạn với mình á thì mấy bạn làm cách như sau nha.
Các bạn đầu tiên là bạn ấn nút like cái video này. Thứ hai là bạn đăng ký kênh nha mọi người. Và cái bước thứ ba là các bạn comment cái tên của các bạn để lại dưới cái phần mô tả các bạn của cái video này á, để dưới nha. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên một khoảng 5 đến 10 bạn ấy, kết bạn với mình nha. Bạn chú ý nha. Offline lâu quá mình xóa nha. Với lại một cái nữa mình nói là bạn nào mà kết bạn với mình đó thì nhớ là online lâu lâu nha mọi người ơi. Nếu mà các bạn học 3 ngày là mình sẽ xóa kết bạn đó. Thì có muốn chơi lại thì mình sẽ kết bạn lại sau nha. Rồi ok. Chắc lẽ mình kết thúc clip nha. Bye bye mọi người, tạm biệt mọi người. Bye bye. Mọi người nhớ đăng ký kênh mình nha mọi người nha. Nhớ đăng ký bên bộ team luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.